Văn Phi Thông xin gửi đến các cô chú, các anh chị và các bạn lời chào thân thương. Cả nhà thân mến, hôm nay Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp, chúng ta cùng nhau thực hiện món bánh bông lan cuộn dâu. Một cách làm rất là đơn giản nhưng thật là ngon. Rồi, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nha. Để thực hiện món bánh bông lan cuộn dâu, chúng ta cần có 5 quả trứng gà, 100 gram bột mì đa dụng, 100 gram đường, 60 gram sữa tươi, 60 gram dầu ăn, 1 chút muối, 1 miếng chanh và 1 muỗng cà phê nước vani. Bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông vào bếp nhé. Khuôn để nướng bánh bông lan cuộn ngày hôm nay, Thông sẽ sử dụng một cái khuôn vuông có chiều dài là 40cm và chiều ngang là 30cm. Thông đã lót một miếng giấy nến nướng bánh và đây là bơ. Thông sẽ thoa bơ đều trên cái miếng giấy nến này để một chút xíu nữa cái bánh bông lan của mình nướng xong nó sẽ thơm mùi bơ nhé. Rồi, cả nhà bật bếp lò nướng lên cho Thông. Nhiệt độ để nướng ổ bánh bông lan cuộn ngày hôm nay sẽ là nhiệt độ 170 độ C. 5 quả trứng gà, mỗi một quả trứng gà sẽ có trọng lượng từ 62 gram đến 65 gram. Bây giờ Thông sẽ đập hết 5 quả trứng gà này ra. Trứng gà Thông đã đập ra rồi, bây giờ Thông sẽ tách lòng đỏ qua một bên và lòng trắng qua một bên. Lòng đỏ Thông đã tách ra rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu sẽ đánh lòng trắng trứng gà. Thông sẽ cho một chút xíu muối vào trong cái thau lòng trắng trứng gà. Và bắt đầu chúng ta sẽ sử dụng máy đánh trứng để đánh lòng trắng trứng gà. Như những video lần trước thì Thông đã chia sẻ, đầu tiên chúng ta sẽ bật tốc độ rất là chậm để cho lòng trắng trứng gà nó bông lên. Sau khi lòng trắng trứng gà đã lên những cái bọt bong bóng, bây giờ thì Thông sẽ cho một miếng chanh vào. Và bắt đầu Thông sẽ đánh tốc độ mạnh để cho lòng trắng trứng gà nó bông lên. Sau khi lòng trắng trứng gà đã bông lên rồi, bây giờ Thông sẽ cho 100 gram đường vào từ từ. Mình sẽ chia ra thành 3 lần hoặc là 4 lần nhé. Rồi, lòng trắng trứng gà của chúng ta vẫn còn mềm lắm. Thông đánh thêm một chút xíu nữa nhé. Rồi, lòng trắng trứng gà Thông đánh đã đạt rồi. Bây giờ Thông sẽ cho 5 cái lòng đỏ hột gà vào trong lòng trắng trứng gà. Và tốc độ đánh trứng thì mình sẽ bật số 2 nha cả nhà. Mình sẽ cho từ từ 5 cái lòng đỏ hột gà vào. Tiếp theo thì Thông sẽ cho vào trong cái chậu lòng trắng và lòng đỏ hột gà này 60 gram sữa tươi. Tiếp theo là 60 gram dầu ăn.
Thông sẽ cho vào trong chậu lòng trắng, lòng đỏ, sữa và dầu ăn này 1 muỗng cà phê, nước vani. Và tiếp theo thì Thông sẽ sử dụng cái cây phới lồng để Thông trộn bột nè. 100 gram bột mì, Thông sẽ dùng một cái rổ lưới, Thông cho bột mì vào, Thông rây bột mì vào từ từ và mình sẽ trộn bột. Cả nhà trộn bột cho Thông. Nếu mà quý vị nào không có cái cây phới lồng này thì chúng ta có thể sử dụng cái cây vét bột cũng được nha. Khi mà chúng ta sử dụng cái cây vét bột thì cả nhà cứ nhớ chúng ta phải đảo bột từ trên xuống dưới. Giống như Thông đang sử dụng cái cây phới lồng này này. Đó, mình sẽ quét từ trên xuống dưới. Mình làm một vòng như vậy đấy. Rồi, bột Thông trộn đã đều lắm rồi đây ạ. À, rất là đều. Bây giờ thì Thông sẽ cho bột vào trong khuôn nha. Trước khi cho bột vào trong khuôn thì chúng ta hãy đảo thêm một lần nữa để cho bột hòa quyện lại với nhau nhé. Rồi bây giờ Thông đổ bột vào trong khuôn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dàn bột cho nó đều vào khuôn. Sau khi Thông đã vuốt cho bột nó phẳng lên trên khay rồi, bây giờ thì Thông sẽ đập mạnh để cho những cái bọt khí nó vỡ ra nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho bánh vào trong lò để nướng và Thông xin phép được chia sẻ lại một lần nữa là chúng ta sẽ nướng bánh với nhiệt độ 170 độ C. Thông sẽ để bánh ở tầng thứ tư từ trên đếm xuống và thời gian nướng từ 25 phút đến 30 phút. Thông xin hẹn gặp lại cả nhà sau một thời gian nữa nhé. 25 phút nướng bánh xong rồi, bây giờ Thông sẽ tắt lò nướng đi nè và Thông sẽ mở cửa lò nướng hé hé ra như thế này. Đó, và chúng ta sẽ để bánh ở trong cái lò nướng này khoảng 5 phút. Vì sao Thông lại làm như vậy? Vì Thông làm như thế này để cho bánh bông lan của mình không bị sốc nhiệt độ nhé. Và sau 5 phút, Thông sẽ lấy khay bánh ra ngoài. 5 phút đã trôi qua, Thông lấy khay bánh ra ngoài. Và bây giờ thì Thông sẽ lật ngược cái bánh ra bằng cách như thế nào đây ạ? Thông sẽ dùng một cái khăn. Đây, một cái khăn, Thông sẽ sử dụng một cái khăn nè. Và Thông sẽ lấy cái thớt, Thông để lên trên. Sau đấy thì Thông sẽ lật ngược nó lại. Mình sẽ gỡ giấy nến ra nè. Cả nhà ơi, trong cái lúc bánh nó còn hơi nóng nóng như thế này đó thì chúng ta phải tranh thủ cuộn liền nhé. Nếu mà cả nhà mà để nó khô quá đó, nó nguội đó, thì chúng ta cuộn bánh nó sẽ bị gãy nha. Wow, ngon quá. Và cách cuộn lại rất là đơn giản. Thông xin phép được chia sẻ với cả nhà. Chúng ta sẽ sử dụng một cái cây thước nè, một cái cây thước tròn thì càng tốt. Chúng ta sẽ cuộn cái đầu khăn này lại nè. Cả nhà nhớ cuộn cho Thông cái đầu khăn này đó, là nó phải là đều nhau nha. Khi mà nó đều nhau rồi đó thì mình cuộn nó lại đó, cái bánh của mình nó sẽ đẹp hơn. Bình thường thì Thông sẽ sử dụng một cái cây tròn nữa, nhưng mà ngày hôm nay thì Thông sẽ không có sử dụng cái cây tròn. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ cuộn bánh lại từ từ. Đây, cái tay này thì chúng ta cứ cuốn nó lại như thế này. Đó. Rồi. Xong rồi cả nhà ơi, mình cuộn lại rồi đây ạ. Đây, cái bánh bông lan Thông đã cuộn lại đây. Thông đưa lên cho cả nhà xem này.
Đây. Đó, thông đã cuộn lại rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quấn cái khăn này lại nhé. Quấn cái khăn này lại để cho nó nguội. Rồi sau đấy thì mình sẽ cho cái nhân. Ngày hôm nay Thông sẽ chia sẻ cái cách làm nhân bằng dâu. Rồi đây, đó, đơn giản là như thế này. Mình sẽ cuộn nó lại đây. Trong khi chờ cho bánh bông lan cuộn nguội thì Thông sẽ làm nhân để cho vào giữa. Đây là một hộp slag da nờ hay còn có tên gọi là whipping cream. Có trọng lượng là 200 gram. Thông sẽ cần thêm 30 gram đường, một gói bột Zahner Style và tiếp theo thì Thông sẽ cần thêm 50 gram dâu đông đá. Thì đầu tiên thì Thông sẽ cắt cái dâu đông đá này ra cho nó nhỏ này, để một chút xíu nữa khi mà mình đánh cái kem nó cứng rồi đó thì mình cho cái dâu này vào là xong thôi. Dâu Thông đã cắt xong rồi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu đánh kem lên. Một hộp Slagzane Whipping Cream 200 g Thông sẽ cho vào trong cái ca nhựa này. Tiếp theo 30 g đường. Cái này đó là Zahner Style, tiếng Anh Thông nhớ không lầm nó là Steep Cream. Nó sẽ làm cho cái nước slag Zahner này nó cứng lên này. Thông sẽ cho vào trong này và cái bịch này nó có trọng lượng là 8 gram. Thông sẽ lấy máy đánh trứng để đánh cái hỗn hợp này lên nhé. Mình sẽ đánh thêm một chút xíu nữa cho nó thật là cứng. Nó cứng, thật là cứng lên rồi đó. Thì bắt đầu nè, Thông sẽ cho dâu đông đá vào. Rồi tiếp theo Thông sẽ trộn cho nó đều lên. Slắc ra nở với cả dâu cho nó quyện lại với nhau. Rồi, xong rồi đây ạ. Bây giờ thì mình sẽ lấy bánh bông lan ra và mình sẽ cho cái hỗn hợp nhân này vào bên trong. Rồi sau đó thì mình sẽ cuộn nó lại. Bánh bông lan đã nguội rồi, Thông gỡ nó ra và bây giờ thì Thông sẽ cho cái nhân này vào bên trong. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tán cho cái nhân này nó đều vào trong cái bánh bông lan cuộn của mình. Thông đã cho nhân đều rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục cuộn nó vào nhé. Thì như hồi nãy Thông đã chia sẻ, bây giờ thì chúng ta lại cần đến cái cây thước cây này. Đó, Thông sẽ quấn lại cái đầu khăn này cho nó thật là đều nè. Mình phải làm đều thì khi mình cuốn cái bánh vào đấy, nó sẽ đi một đường thẳng luôn. Đây, cả nhà ơi. Đấy, chúng ta sẽ cuốn vào. Bây giờ chúng ta sẽ cuốn nó vào. À, đấy, đơn giản không ạ? Thông đã cuộn lại rồi, bây giờ thì Thông sẽ cắt nó ra. Hai cái đầu này là hai cái dẻo đầu này thì mình sẽ cắt nó ra để mình ăn. Hì, rồi cả nhà ơi, cả nhà thấy đẹp chưa? Đây. Đó, ở giữa là dâu đó. Rồi đầu bên này cũng vậy. Cả nhà có biết không, Thông làm cái ổ bánh này đó để ngày mai Thông sẽ làm kem, Thông cho lên làm bánh bông lan khúc cây đó. Rồi, đây là hai cái dẻo đầu. Bây giờ mình sẽ cắt một khúc thật là to này. Đây, đẹp chưa? Mình để lên trên đĩa. Và tiếp theo đó thì Thông sẽ cắt một cái khúc xéo để ngày mai mình sẽ làm bánh bông lan khúc cây nhé. Bây giờ Thông sẽ cắt một cái khúc xéo như thế này. Đây, cái khúc xéo này đó thì ngày mai mình sẽ đặt ở trên như thế này để mình làm cái khúc cây đó cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ làm để mình quay phim trước đi. Đây, cả nhà nhìn thấy đẹp chưa? Rất là ngon, rất là đẹp. Tan tan, bánh bông lan cuộn dâu
Thông đã làm xong rồi đây, bây giờ Thông mời cả nhà cùng với Thông thưởng thức nhé. À, cái này thì để mình làm màu, còn đây thưởng thức cái này đây ạ, đây là cái dẻo, cái dẻo hồi nãy Thông cắt hai cái đầu đấy. Bây giờ Thông bẻ một miếng này và Thông ăn thử xem coi nó ngon như thế nào nha. Ngon lắm cả nhà ơi, bánh rất là xốp, thơm mùi dâu, béo mùi whipping cream, slack da nở đó. Và chỉ còn một tuần nữa là mùa Giáng sinh đến. Thông chuẩn bị cái này để ngày mai Thông làm một ổ bánh khúc cây chia sẻ đến với tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Và Thông hy vọng rằng mọi người sẽ thành công với món bánh bông lan cuộn dâu ngày hôm nay Thông chia sẻ nhé. Cả nhà yêu thích kênh YouTube của Thông, cho Thông xin một like, chia sẻ, đăng ký và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!